Rồi xin chào anh em nhé. Hôm nay uh, còn 3 vi 3 vỉ pin Makita hàng Mỹ về sách tay 5A 8V. Một vỉ này 2 triệu 8 nha anh em. Hiện tại còn 3 vỉ dành cho những em nào mà muốn mua pin Makita mới. Hàng uh, chính hãng sách tay từ Mỹ về. Đó. Hàng nguyên vỉ 2 triệu 8 một vỉ bao gồm hai cục. Rồi tiếp theo là thanh lý bu lông 2767 cho anh em nhé. Hàng Milky 2767 dòng 18V lực siết 1800N có chỉnh lực có auto stop 3 cấp độ kèm auto stop con này thì khá là to dành cho những anh em nào mà chuyên sửa xe tải à, xe 7 chỗ xe tải cũng như là xe máy nếu anh em muốn mua một con lực khủng để vặn ốc thoải mái thì anh em có thể sẽ sắm con này à, hiện nay hiện nay là con này thân máy á, là 6 triệu 800 ngàn Nhưng mà đang có chương trình cho nên là em có giá thanh lý cho anh em Con này là lô cũ hàng trưng bày Chứ không phải hàng mới Cho nên là em sẽ thanh lý cho anh em con này với giá 4 triệu rưỡi thân máy nha 4 triệu rưỡi thân máy cho một con máy Milky 1800 Newton Giá rẻ rẻ hơn cả thằng Makita Makita 1000 Newton là hiện tại giá đã uh, 5 triệu 3 rồi Con này thanh lý cho anh em 4 triệu 7 hàng chất lượng đó, anh em quan tâm thì liên hệ Bảo hành cho anh em 1 năm nhé. 2767 Sẽ khai 2 Milky Rồi tiếp theo là Thanh lý con này cho anh em là 2861 2860, 2861 Dòng Milky 18V, lực 813L Lực siết 613 3 cấp, 123 Kèm theo Chỉnh lực 123 này Con này thì nhiều anh em đang sửa xe máy, đang dùng mở khá là tốt, độ bền cao nhiều anh em đã sử dụng 2 đến 3 năm rồi vẫn còn chưa có bảo hành thì anh em có thể tham khảo dòng này mở xe máy khỏe rồi nha anh em thì anh em có thể mở xe máy cũng như sửa xe 4 chỗ 7 chỗ xe mô tô thì anh em có thể sử dụng cũng như là anh em có thể làm trong nhà xưởng nha thân máy này là hiện tại đang có giá là 5 triệu rưỡi hôm nay sale cho anh em còn 4 triệu thân máy anh em quan tâm thì liên hệ 2861 sạc 20 rồi Đây là bơm hơi của Miyuki dòng uh, 12V M12BI Bơm hơi uh, dành cho anh em uh, sử dụng cho xe máy cũng như là xe hơi 4 chỗ 7 chỗ thì anh em có thể sử dụng để uh, trên xe hơi xe cua cùng với bộ bu lông Nếu anh em mua một bộ bu lông 12V kèm theo một cái bơm hơi này Thì anh em tiện để anh em để trên xe, xe hơi xe cua. Trong uh, tình trạng là nếu mà gặp sự cố lũng lốp xe này kia Anh em có thể thay bánh nhanh hoặc là bơm hơi nhanh khi vá À, anh em mua cái vá dạng con vít vá tự động thì anh em có thể uh, rút đinh ra anh em vặn một con vít uh, vá vào rồi bơm hơi lên là xong đó là trường hợp bị uh, lủng lốp thì anh em có thể sắm cái này thì uh, cái máy này hiện tại đang có giá niêm yết là hai triệu rưỡi thì uh, có chương trình là tặng cho anh em một pin hai em anh em quan tâm liên hệ em sẽ hỗ trợ cho anh em rồi, bu lông 1 in nha anh em. Con này hiện tại đang có chương trình khá là tốt, tặng pin lên đến 8 Ampe mà giá rẻ hơn thị trường Mỹ lên đến 4 triệu đồng. Con này là M18 One FHA F1. Con này là bu lông 1 inch Lực siết maximum là 2440 Newton là lực siết max. Đó. Có 4 tốc độ. 1 2 3 4. Con này là khá là khỏe luôn nha anh em Dành cho những anh em nào bắn nhà tiền chế Thì anh em thế sẽ sử dụng con này Dạng như lắp ráp nhà tiền chế bằng kết cấu thép Thì anh em xếp các con ốc lớn Thì anh em sử dụng con này Cũng như là bắn xe tải Trọng trọng lượng lớn Cũng như là sửa xe tải, xe công Thì anh em có thể sử dụng những con này Để anh em xếp ốc Cũng như là tháo một số ốc con này thì hiện tại thân máy là 12 triệu tặng pin 8A, chương trình khá là tốt dành cho những anh em có nhu cầu. Cục pin 8A hiện tại là đang có giá 3 triệu 6 rồi, cho nên là khi anh em mua con này là rẻ bằng con 3 phần tư. Trong thời điểm hiện tại thì anh em quan tâm thì có thể liên hệ con một anh anh em dành cho những anh em công trình. Rồi, hôm nay anh em quan tâm đến con nào thì có thể liên hệ em nhé. Một anh nó đây hàng thứ nhất là nó sẽ có một thân máy đi kèm một thùng xịn cái thùng này anh em nếu mà thanh lý thì cũng được thì nằm tầm giá 500 ngàn rồi cho nên là cái chương trình tặng pin này là khá là tốt cho anh em anh em mua thân máy 12 triệu có thùng trị giá 500 ngàn kèm theo cục pin 3 triệu 6 trị giá thì rất là rẻ đối với anh em mà sử dụng cho công trình anh em quan tâm thì liên hệ em. Đầu một in nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em.